thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở theo chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong năm 2022 và năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắc Hà đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác triển khai thực hiện hỗ trợ 269 hộ nghèo người dân tộc thiểu số, hộ nghèo cư trú ở các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số vay hơn 10 tỷ đồng. Với định mức không vượt quá 40 triệu đồng một hộ, thời hạn cho vay cho tối đa là 15 năm. Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở đã tạo điều kiện cho hộ nghèo an cư, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.